Em có cảm thấy thế giới đang cô lập em không? Không, có anh Barrett nhìn nè. Mọi người khán giả nhìn ok. Ok. Chị này hát bên Nubakachi hả? Đúng rồi. Cũng khó ha. Không nói như vậy. Mình nói gì tiếp? Là cái bạn này mình nghĩ là hát cũng tốt đó tình ơi. Và mình thấy cặp đôi này cũng giả tạo nhẹ nhẹ đó. Ok ok. Thế thường quá coi kìa. Trời ơi, giống như là bị xã hội kỳ thị vậy đó. Ủa, đâu có ai đâu. Ủa, có ai cho mình nói không? Đâu có ai đâu. Đúng nói vậy. Trời ơi. Đồng đội của nó. Đồng đội của nó mới coi như cô hồn vậy. Mọi người ơi, 50 chiếc điện thoại Oppo A5 và hàng chục ngàn giải thưởng giá trị khác có sơ sinh Anet xem muộn ngay, selfie mỏi tay. Thì ông tham gia cuộc thi đua xe đạp đó. Cuộc đua xe đạp truyền hình đó. Em ra em hát nhép em đua xe đạp em. Sao? Lúc ảnh lướt qua với một câu hát đó mọi người có nhận ra anh hát làm sao không? Cái lúc mà có nhạc nó đâu có. Em để anh câu đấy mà câu khác em không buồn cười. Em buồn cười nhất cái quay nhanh cho đến khi anh dừng luôn được quay nhanh. Không chịu nổi nữa. Sao Hiền? À, dã man cái anh này. Cố tình làm sơ sài để lường gạt người chơi. Loại. Loại là dở hả? Dở hả? Ghét loại thôi chứ bây giờ. Tự nhiên bây giờ lại nghĩ là anh này hát nhạc trữ tình ta. Bogo à? Ờ, Bogo. Nghe buồn cười quá anh, đúng là hài thật sự luôn thề cái quả. Quay nhanh, nếu là điều kiện thì em nó đi vòng này thôi. Đến đây xuống xe đi lên, chẳng hiểu chuyện gì nữa. Nhưng mà anh này là em tự nhiên có cảm giác là thật. À, là hát hay à? Bắt nhiếc vào không? À. Hát clip cực kỳ chuẩn luôn. Anh nghĩ em đổi nha. Đổi gì? Nha hay đó. Dòng một xài xẻ người ta quá mà thành. Thì cái dòng một mình nghĩ sao mình nói gì? Cái nói dòng một đó nhiều khi cái clip đó bà Ngân mới cố tình mà làm ra đánh lừa cảm giác của chúng ta. Đúng rồi, đúng rồi. Bên anh có mày cười hoài cái thằng này. Chris sao nè? Chris. Không, em thấy hay thiệt. Tại vì hả, mặc đồ vest mà đi xe đạp là thấy ok rồi, hát hay. Ok vậy. Sao cái lập luận của em nó ngược nhau vậy Chris? Trời ơi, mày nói xong cái thiệt á, thấy anh vô lý hơn nữa thiệt á. Nói này thiệt. Bởi vì mấy người lập gia đình thời gian kỳ lắm. Có anh không? À, biết sao cười không? Nghĩ tới cái đêm ăn với anh Đức. Mê. Không phải. Đang mê. Hát hay. Ừ. Trời ơi. Một đảng gì đó hả? Không phải, em mắc cười là vì anh lái xe đạp lên đâu rồi. Đổi cái nón bảo hiểm. Bảo hiểm, em nói lộn. Nón bảo hiểm ngược. Đó thì mọi người cũng thấy rồi đó. À, nhưng mà anh này hát hay vậy. Em nghiêm túc rồi anh hát này hay hát. Rồi ok, cảm ơn em. Mình ngồi mình cứ chờ nó nói từng chữ ra để mình cười hết chứ. Ok, bỏ qua. Rồi tiếp theo xin mời. Không hay ạ. À? Vì nhảy không đúng nhịp ạ. À? Anh đừng nhìn, mọi người đừng nhìn em nữa, em sợ quá. Không được nhìn nữa, quay mặt cho chú hát hết đi để cho bé nó tự nhiên nè. Em có cảm thấy thế giới đang cô lập em không? Không, có anh Barrett nhìn nè. Mọi người khán giả nhìn ok. Ok. Chị này hát bên Nubakachi hả? Đúng rồi. Cũng khó ha. Nhưng mà thôi chắc hát không hay đâu anh. Chris, nói anh nghe. Cái dòng nhạc đó là cái dòng nhạc hoạt hình của Nga. Nubakachi. Bài đó của Bắp mà. Bắp remix á. Vậy bà này chắc hát cùi bắp lắm. Được à, được à. Vậy là không hay ha. Paris. Em cứ thích chị, bà này nó cứ gượng gượng thế nào ấy. Có khi nào là có lừa không ấy. Cũng đang nghi nghi đó. Bà này dở từ tâm dở. Vâng, nhưng mà phần trăm mà lớn nghiêng về chuyện hát không hay là em nghiêng về hát không hay. Rồi đó. Nghe ca sĩ nói nè. Mời em. Hờ hững quá anh ơi. Em thấy không, chắc không hay rồi quá. Trời ơi, biên tập lý luôn. Tình huống hợp lý ha. Biên tập bài hát đẩy vừa hợp lý luôn. Gãy gọn đơn giản. Bơm hàng cách rất chân thành. Nhỏ này gai đường dễ vì ăn đập nó nè.
không? Tình huống vui vậy đó. Cô này anh nghĩ hát không hay. Không, không hay hả? Dạ. Sao em thấy có hơi có cảm giác là vô nhịp nè, điệu đà, Chris, diễn tốt nè. Có nghĩ vậy không? Dạ không, em binh anh Dũng. Nãy còn liếm luôn làm chi bà liếm đó. Cái chữ liếm bả đó. Sao tôi tròn lại, lắm anh. Tôi lại thấy vậy nè, cái cô này là cái người diễn viên. Ca có vẻ dính chữ nhưng nó không hề khớp. Vòng 1 là em nghĩ cô này hát hay, mà vòng này em nghĩ cô này hát không hay nha. Đó, đúng rồi, em nghĩ rằng luôn. Tại vì cái phần diễn nó trội hơn. 90 phần diễn chỉ có 10 phần hát thôi. Em thấy mở phần hình bé lắm. Và thứ hai đó là kinh nghiệm như là bạn số 4 là đúng như em với anh Giang là cũng từ thứ 3 số 4 hát hay, mà cũng là không hay. Nhưng thực sự là cái phần vừa rồi làm em quyết định thực sự đó là bạn hát không hay thật. Không hay luôn. Dạ vâng. Con Hiên. Đừng đi, đứng nhìn. Thôi đừng có hát hủ nữa. Thôi đừng hát hủ nữa. Giờ sao Năng nỉ thương rồi phải không? À. Năng nỉ xin lỗi sai, em sai. Rồi nói đi. Em thì nghĩ chị này hát hay. Ừ. Cá thêm buổi tối nữa nè. Anh Thành. Em đừng nói gỡ kèo anh Đức Nga xuống Đức là dính diễn rồi đó. Gỡ kèo được không? Không. À. Bây giờ này, nếu em cá em thua thì sau khi ăn với Đức, khuya đó ăn với thằng khác nữa. Thôi. Nói anh nghe coi. Em chắc chắn là anh này hát không hề hay luôn. Ờ, tại sao vậy? Nhưng mà em không biết nói làm sao á. Em nói nãy giờ nhiều quá rồi. Nê nó quá. Anh thì sao? Cũng có cảm giác sau cú trượt dài trên đôi đầu gối đó thì mình cũng nghĩ là cậu này hát không hay. Và rớt. Dạ vâng, có người sao mà cứ cái bạn nào vòng 1 em đi hát hay thì cũng như lúc thể hiện ngược em lại đảo gì? Ngược lại thật sự luôn. Ba chàng trai xương rồng là mình biết đi xa rồi. Bây giờ là chỉ có gỡ gai giọng thôi chứ bây giờ số 5 nó đang nằm cái kèo giữa thì chắc chắn số 1 là hát hay rồi chưa, đúng chưa? Số 1 để lại cho Mai Tiến Dũng. Thấy thích ông mua ghê không? Ngon à. Hay ha. Siro ăn ngon ít đi, bé ăn ngon hơn, hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Ý định hết. Sao? Đẹp trai. Thì sao? Cao. Ờ. Chẳng lẽ hát hay nữa? Có sao em đâu. Em rất nhiều người hoàng hoàng mỹ mà. Mình nói ý mình nói là ông ai mà cho ai tất cả hết trơn. Dạ. Thì đúng đúng ông đời đâu cho ai tất cả. Nè, mình cao không? Cao. Đẹp trai không? Đẹp. Trời. Mình hát hay không? Hay. Thì cái điều còn lại cuối cùng là khùng. Trời ơi, phải vậy thôi chứ. Phải có chứ, làm sao? Ít là phải có cái gì khiếm khuyết đúng không? Đúng vậy. Em biết là bây giờ là một mình em bị chỉ mũi dùi rất nhiều. Nhưng đúng thật sự là các bạn hiểu không? Các bạn đã ý nè. Hiểu. Là hiện tại ngay cái sân khấu này, tại sao tôi bị dập nhiều nhất? Tại vì tôi đẹp nhất. Anh Thành ơi. Trời ơi. Anh Xịn. Anh Xịn kìa. Em chỉ muốn gửi lời một câu. Gần mực thì đen đúng không nào? Ừ. Vậy là gần dần tôi rất sẽ đẹp theo. Sẽ được gần tôi là tôi sẽ được lấy đẹp. Thấy chưa? Tôi thấy nói chưa? Rồi. Nó bị tật nguyền về tâm lý mà mày tin tôi. Bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ quay trở lại với chàng trai của chúng ta, chàng trai số 6 nè. Đúng rồi. Thiệt luôn á. Mình tập trung với bạn số 6 đi, tập trung với em hoài à. Tại vì em nói cho nên mọi người mới tập trung với em đó. Bớt nói lại. Rồi bây giờ từ đây tới cuối chương trình chúng ta tập trung chương trình, đừng quan tâm tình mình nữa, ok? Ok. Rồi. Ok. Em nghĩ là số 6 là hát hay. Hát hay. Em nghĩ hát hay luôn. Ừ. Tại vì cái khúc cuối mà bạn hát á, cái phần cổ nó rung rung hả? Bây giờ nó đẹp vậy rồi nó đi có dịp rộng lẽ nó hát không hay thì kỳ lắm luôn á. Nghĩ hay đó. Em cũng nghĩ vậy. Tại sai cái avatar. Đúng rồi, cái cách ánh mắt mà bạn này diễn á là em nghĩ là bạn này phải biết hát, ít nhất là biết hát. Em cũng nghĩ giống mấy bạn mà tiếp tục anh nghĩ ơi. Tiếp tục anh ơi. Anh em đi đứng lên Tuấn. Sao? Ê sao không là tôi đi mà thôi, sao em là em ngồi im, em ngồi im đây, ngồi im đi, ngồi im đi. Cho xin hai chữ bình yên đi. Làm sao có một cái người yêu mà dịnh chỉ bằng một ngón tay cái đi thôi. Đúng rồi. Đúng không? Nè, cái tay này để nè. Để em có dụng để nhấc nấc này nữa nè. Cho cười nụ cười thân thiện mà. Như nè. Để tay vậy đúng không? Để nó dễ bịch. Thấy không? À. Anh thấy không? À, không có người yêu nào gì hết. Sai. Đây là sai. Quá nhiều điều hỗ trợ cho anh ta để làm gì? Để anh ta mắc cười. Tập trung vô. Ta tưởng anh này xàm. Nhưng anh ta hát hay. Biên tập định dù chúng ta. Biên tập ơi. Em non lắm. Cho nên tốt nhất là lấy hình thôi, không có lấy đường tiếng. Vậy giờ Kiều Minh Tuấn có tìm được điểm chung nào với bạn này không?
sao không hỏi tôi đi, nãy giờ tôi không được biểu diễn. Nè xin ơi, mình muốn nói như vậy. Mình nói gì tiếp? Là cái bạn này á, mình nghĩ là hát cũng tốt đó Tình ơi. Và mình thấy cặp đôi này cũng giả tạo nhẹ nhẹ đó. Ok ok. Em hết rồi anh, của em hết nha. Hết rồi ha. Sao ta xong? Thế thường quá coi kìa. Trời ơi, giống như là bị xã hội kỳ thị gì đó. Ủa, đâu có ai đâu. Ủa, có ai cho mình nói không? Đâu có ai đâu. Đừng nói vậy. Trời ơi. Đồng đội của nó, đồng đội của nó mới coi như cô hồn vậy. Mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ có 30 giây nha. 30 giây để mình bàn luận với nhau. Mình coi là bạn nào là bạn hát dở. Mình chọn ra cái bạn đó nha. Bây giờ mời đội của Trấn Thành với Kiều Minh Tuấn nè. Bên đây đội của Phượng, Trường Giang, Harry. Chúng ta bắt đầu thảo luận với nhau nè. 30 giây bắt đầu. Hết giờ, hết giờ. Anh Nghĩa. Em nói vậy, anh hiểu không? Anh hiểu. Thôi, mình nói vậy, bạn hiểu không? Dễ hiểu quá. Trong khi có một người nói hoài cả thế giới không ai hiểu. Ủa, bạn ở đâu rồi vậy? Em nè. Bây giờ không mấy giờ á, chút mà định loại đội nào tôi vô đứng chung đội đó luôn. Ra chung. Ai, ai? Chuyện trở về. Chuyện kìa. Loại đội này tôi lên đứng chung luôn. Em ơi, ba đứa đi về luôn. Bé kia nó phang cái đầu bây giờ đó. Ngay cái thằng gõ nó. Giống như tự nhiên mình đứng vô đội nào trù được nó rớt vậy. Đúng rồi. Rồi, thằng Bình nó mê con này gõ, hồi nãy bị gõ một cái khùng rồi chưa về. Đi ngoan, thương. Đang nghỉ đi, giờ đang nghỉ đi bây giờ. Về. Xin lỗi. Thương về. Lần sau có cho nói không? Cho nói. Lần sau phải con. Cho cho. Nó sợ mày cắn ta đó. Rồi, bây giờ anh sẽ cho Trịnh Thăng Bình nói nè. Nãy giờ mình hợp ý xong rồi đó. Dạ. Em chọn bạn nào là hát dở nè? Em chọn đội số một mình. Bình thấy Bình thì móc dài hết. Em sợ quá. Ủa mà chọn là chọn thắng hay chọn thua? Quên, xin lỗi. Chọn người hát dở đó. À, chọn người hát dở. Rồi, em chọn bạn Yến á, số 3. Bạn số 3. Rồi, anh thỏa mãn em rồi phải không Bình? Rồi bây giờ coi như cho qua nha. Anh hỏi lại từ đầu, Thành ơi, đội em chọn ai? Cái đó là mày làm cho nó vui đúng không anh? Cho hài lòng người ta thôi. Chứ thật ra coi như là ý kiến đó anh không có xác nhận anh đâu. Anh về đoạn nãy em có được lên hình không? Không, cắt đó. Ừ, cắt rồi. Không được lên hình luôn hả? Mời Trấn Thành. Dạ, anh vừa hỏi câu hỏi em đầu tiên đúng không ạ? Dạ thì đội em thì với sự hội ý của hai thành viên. Theo chú thì sao nhỉ? Tôi thấy là cái cậu bán Yến khả năng cũng cao lắm đó. Tôi thấy khả năng số 5 cũng khá cao nhỉ? Số 5 cũng cao, hay số 3 cũng cao phải không? Mình quánh tôi tiền cho tôi ba chú 5 nha. Thắng người đó là dọn ha. 1, 2, 3. Cô hồn cái đạn. Sao lạnh quá vậy? Ghê quá, ai xài vô đây vậy? Anh! Bây giờ tự nhiên đồng đội em không chơi nữa kìa. Trên cuộc đời này không có cái gì đau đớn bằng sự ruồng bỏ. Không, em mình kêu Bình qua đây đi, chị thương cưng quá. Vậy thì chị chơi với nó mình đi. Bây giờ nè, số 3, số 5 cho mình đi tiền nha. 1, 2, 3. Rồi. Hay quá. Thành chọn. Dạ chắc số 3, tại vì ý trời rồi. Ý trời. Trấn Thành chọn số 3. Ơn trên cho rồi. Ơn trên cho. Cô hồn cho. Cô hồn cho. Tướng rồi. Dạ. Còn đội của Trường Giang. Kính thưa anh đại nghị thân mến, với sự đoàn kết đồng lòng từ đầu đến cuối chương trình, đội em luôn dành cho nhau những lời tri ân nhỏ, những lời trắc ẩn sàm đế trắc ẩn nữa để mang đến cho nhau sự hài lòng. Chúng em luôn đi trên một con đường để tìm về với nhân loại. Số 5 là lựa chọn của chúng. Đẹp trai như lời đồn, riêng cũng vậy. Dạ, nhưng mà không như lời đồn. Phải đẹp hơn lời đồn. Em đã... Những chương trình dòng mãi từ trước tới giờ em có xem qua chưa? Là em có xem những đoạn cắt ngắn ở trên YouTube. Tại sao không xem dài? Dạ. Đúng. Tại sao không xem dài? Em coi thường chương trình này. Mời em về. Anh kỳ quá à. Thì em chưa có, không có thời gian đi diễn nhiều, không có thời gian xem. Anh em mới giải thích. Ủa? Anh hỏi em à? Anh hỏi em à? Em coi thường anh à? Dạ. Mời em về. Ủa nghe Thành ơi, em đuổi về hết rồi ai hát bữa nay? Em với Trường Giang có thể đảm được chuyện đó. Thế nào? Em có trả lời anh Thành được không?
tội nghiệp nhỏ sao Trường Giang dạ bộ hỏi vui cái nó sợ thiệt anh. Các em thân mến, bữa nay chúng ta có một bạn, một cái em nhỏ mới đến chương trình lần đầu, đừng làm cho em lo. Thôi thôi, chứ không có gì hết trơn nghe em. Vậy bây giờ em muốn về đội của ai, anh Thành hay anh Giang? Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp của em. Em về đội nào cũng được. Em quen cái câu trả lời á, câu trả lời này thì gần như là ai tham gia chương trình lần đầu sẽ là trả lời. Vậy thì bây giờ em là người đã có kinh nghiệm tới lần thứ 3 rồi nè. Nói đi. Dạ nhưng mà em nghĩ là hai lần trước em đều về đội của anh Thành. Tại là em nghe lời chị Nhi nè, với em nghe lời chị Thu Trang nè, là em về đội của anh Thành. Mà hai lần đó em giống như em nói cho thế giới biết là em về với anh là do suối chứ không phải là em muốn. Đúng. Là sao là sao? Nhưng mà kiểu như là mình, em nghĩ là cái gì đó quá tam ba bận, mình phải quyết tâm đúng không anh? Lần này em tin anh, em thử một lần nữa được không anh? Ok. Tôi không đồng ý. Tôi chọn HP. Đâu phải muốn đến với anh là đến. Các bạn ơi, anh không phải rắc rưởi cho em. Thanh. À cái đoạn đó này em nói chơi thôi, biên tập xóa em nói lại. Thanh. Em giai đoạn với cái gì? Thanh. Có thể nhường cho tôi được không? Anh kia tốt kìa. Em đi về luôn con được không? Con chơi gì nữa? Em đi về luôn được không? Cửa này. À, anh hả? Rin, về nhà với chị. Đi em. Ôi về với vậy chị. Về với chị luôn. Ê, đúng này. Đi về luôn hả? Nhỏ này giống như mấy mẹ bắt cóc á. Cha mẹ mới bỏ con cái ở ngoài cổng trường chứ phải là bắt cóc vậy gì này vậy gì này. Về với chị, về với chị. Cuối cùng sao nè? Có suy nghĩ lại không? Em giận anh rồi. Vậy thì sẽ đợi về đợi anh Giang. Đi, lẹ. Quân, em về với Thành. Đi. Ê, vậy là anh cũng khó nha, anh gánh hai đứa em đều là người mới luôn á. Dâu, cảm thấy lo hả? Dạ. Cảm thấy sợ hả? Đổi đội. Trời ơi, dẫn qua em sinh ra cũng được giải là chung thủy. Cuối cùng là em có thích Gin Tuấn Kiệt hay không? Ê, Gin sao á? Em mời người ta về, cái người ta vừa về, cái em kêu nhiệm vụ con Châu đổi đội là sao? Thích lắm. Ủa, anh bây giờ mình bắt đầu chương trình luôn được không? Bắt đầu từ nãy giờ rồi đó em, bắt đầu từ nãy giờ lâu lắm rồi. Tại sao vậy? Tại sao phải bắt đầu chương trình luôn là sao? Ý em muốn nói gì? Em nghe nói là Quân AB là có việc còn Gin, Gin. Em à, em à, cái tên người ta là Quân AB. AB. Em xin lỗi. Quân AB. Em thấy á là Gin đọc đúng á. Quân là tiếng Việt thì phải AB. Chừng nào mà đọc là Quân. Không em, không em, buông ra, buông ra. Nếu anh nói 10k né cái máy cho anh ha. Nếu mà đọc đúng thì phải gọi là Quân AP. Nếu mà thì đúng là tiếng Việt Quân AP. Không, không chính xác, nếu mà nói về văn nói là Quân AP phở. Mà bây giờ người ta Quân thì có tiếng Việt, đọc tiếng Việt đúng rồi AB. Còn bây giờ Buka để không, đáng là phải đọc là Buka. Cái chuyện này là xuất phát từ cái nhỏ áo đen đó. Cái tên của ông ta rồi nó kiếm chuyện, nó đọc cái này nữa. Thí dụ nó, ta kêu Gin Tuấn Kiệt. Đó là kêu theo cái Việt Nam sai. Anh đọc tiếng Anh là Gin Tuấn Kiệt. Gin là gì? Là nói lên là Gin, em nói còn Gin đó hả? Dạ đúng rồi. Em luôn muốn cho mọi người thấy được cái sự trong trắng và trong sáng. Trong trắng mà áo đen. Anh ơi, ở ngoài đen nhưng mà dịch ra bên trong nó trắng. Buka, tại sao bây giờ em nói cái gì em nghĩ cái gì cũng nghĩ đến cái chuyện các mà dạch rồi mở trơn vậy? Buka nữa, từ nay về sau hay gọi là Buka. Kêu lớn lên nào, bắt đầu lớn lên nào. Thôi, để cho an toàn anh sẽ gọi em là Cẩm Thơ. Nào các em, bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên thôi. Quân mới đến lần đầu đừng có ngạc nhiên nha. Em mới nghe là dục cái cục e dè qua bên được không? Dạ, tại vì em muốn làm cái hình ảnh khác á anh. Anh Nghĩa đừng có mời em phát biểu nhiều nha. Sao vậy? Em sẽ không nói nhiều đâu, em sẽ rất là ít nói. Nói với ông em. Dạ, bởi vì... Đi về. Vẫn phải tham gia chương trình để lấy cái xe nè. Bữa nay là chuyện khác rồi đó. Có, nhìn thấy phong cách của em là khác hoàn toàn. Bởi vì chúng ta bàn về cái bộ hình ảnh thời trang nè. Cái quần là tập gym nè, đúng không? Áo là dạ đi tiệc nè. Đây là hình ảnh mà em đang hướng tới. Đó là một người phụ nữ trầm tính, ít nói và có chiều sâu. Mà được rồi, để coi bữa nay em sâu cỡ nào nha.
Dạ. Bây giờ này anh sẽ mời vô đây một khách mời mà họ không cần làm gì nhiều hết trơn, trời, tự nhiên họ bước ra là tạo cho người ta một cái niềm tin lắm luôn á. Anh nghĩ kiếm đứa nào đẹp hơn chặt nó đi. Đương nhiên em anh ghét sẽ kiếm quá. Đứa đẹp hơn, cao hơn, mà nền nã hơn, thùy mị hơn đó. Vậy là mời vợ em hả? Hả? Không, chị Harry đẹp thì đúng rồi, cao em thì đúng rồi. Nhưng mà nền nã hơn chưa biết nha. Cái độ khùng, cái độ lầy chưa chắc dạ, là đúng hơn rồi. Ai. Dạ, tại giờ em cũng mất nết lắm. Thì đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ khách mời thứ hai, người mà Đại Nghĩa vừa mới nhắc đến, đó chính là Hoàng Oanh. Mới ra mà hai cái đẹp nó bắt tay như dằn mặt nhau vậy đó. Nghĩa, tụi nó có thật sự thích nhau không anh? Không đâu em. Không, là... Đương nhiên rồi. Sao nó biết trước hay sao mọi người, nó né né vậy nè. Lần đầu tiên đến với chương trình ngày của Dòng Ai Dòng Ai đúng không? Dạ vâng ạ, em chào tất cả mọi người, anh Đại Nghĩa, anh Trấn Thành và anh Trường Giang. Thật ra là em rất là vui khi mà được mời đến chương trình ngày hôm nay. Tại vì ở nhà là ba má em tối nào cũng xem Dòng Ai Dòng Ai hết. Em không có xem hả? Hãy đến với chương trình bằng sự chân thật. Chương trình chúng tôi mỗi tuần phát một số mà nói tối nào cũng coi là sao? Dạ, coi lại YouTube anh. Coi YouTube, dạ, coi đi coi lại. À, vậy thì được. Trời, anh không có kiệt số gì hết trơn vậy. À, mà cha mẹ của ông Oanh là coi như là không coi một mùa. Đợi phát hết mùa rồi mới coi YouTube hàng đêm đó. À. Hôm nay đến với chương trình này thì các em sẽ về với Trấn Thành và Trường Giang tùy vào sự lựa chọn cũng như là cái sự mời mọc của hai chủ nhà này. Anh biết với anh Sam thì không ai mời đâu. Anh đó. Cho nên là cho nên là Oanh em được quyền chọn trước đó. Dạ. Tội nghiệp quá, tội nghiệp Sam của em quá. À, anh rước em về giùm cho em đổi quê được không anh Xuyền? Ngồi qua đây. Đó, thấy chưa, em cũng có giá lắm. Đừng, Oanh, đừng em muốn về đổi của ai? Dạ đổi ai cũng được, ai em cũng mê hết. Trời sao em dễ dãi vậy? Dạ bên nào cũng có lời hết mà anh. Lời gì em? Bên nào cũng có gia đình hết trơn rồi em lợi gì đây? Lợi một người anh. Trời ơi, những người anh rất là tài năng, giàu có nữa anh. Oanh là chơi chung với vợ em. À vậy hả? Vậy thôi, về đây là hợp lý rồi. Rồi. Mời em, Sam qua bên kia. Dạ.